Vâng, thưa bà con, là hiện nay trên cái tường của thằng Ben Đi Trương, nó đang xuyên tạc tình hình tại Việt Nam là có biểu tình ở công ty Bonchen. Do vậy là tôi đang có mặt ở công ty Bonchen. Hiện tại là ở đây từ sáng đến giờ là không có cái gì biểu tình, biểu tiết gì cả. Đây là cái sự xuyên tạc của nó, cho nên bà con không được kích động, không được nghe theo lời của nó để mà đi tới cái công ty này, không. Và ở đây không có cái gì biểu tình từ sáng giờ gì hết á, nhá. Cho nên bà con cứ an tâm, bây giờ tôi sẽ quay ngay lập tức ở ngay công ty Bonchen cho bà con coi. Vâng, tôi đang đứng trước cửa công ty Bonchen. Vâng, đây là cửa công ty Bonchen. Tôi đang đứng ở đây cạnh với các anh chị em người ta đang bán hàng. Vâng, đây là quốc lộ 1A. Vâng, bên kia là bên Tân Tạo. Đây là hầm chui. Vâng, hầm cầu vượt Bonchen. Bà con người ta đang bán hàng đây. Vâng. Vâng. Tôi sẽ đi một vòng cho bà con thấy rằng ở đây không có gì biểu tình, biểu tiếc gì hết nha. Vâng, tôi bắt đầu đi vào cổng của công ty Bonchen. Vâng, đây là cổng của công ty Bonchen. Tôi sẽ đứng ở đây xa xa cho bà con thấy nha. Đó, không có biểu tình gì nhá. Cho nên là bà con đừng có mà nghe lời của cái thằng Ben Đi Trương rồi nó xuyên tạc. Hôm nay là chúng tôi sẽ đập vỡ mõm cái thằng Ben Đi Trương bởi vì nó xuyên tạc tình hình. Đó. Cho nên là bà con cứ an tâm là không có cái chuyện gì ở đây hết. Đó, nhá. Còn kẻ nào mà cố tình kích động, không? Kích động người dân xuống biểu tình thì sẽ có cơ quan an ninh sẽ tới. Không? Đó, bây giờ hiện tại là tôi đang đứng ở gần đây. Đó. Vâng, từ nãy giờ tôi đã quay rồi nhá. Vâng, đấy, khu vực quốc lộ 1A, vâng, chả có cái gì cả nhá bà con nhá. Rõ ràng nhá, không có biểu tình gì nhá, đừng có mà xuyên tạc tầm bậy nhá. Đó. Đấy, tôi đứng đây tôi nghe lóng quá mà nó cứ xuyên tạc tôi lóng quá, tôi phải chạy ra đây đó. Để cho bà con coi nhá. Rồi. Rõ ràng nhá. Chứ cái thằng ấy nó nói tầm bậy tầm bạ, không? Để kích động người dân xuống ra đường làm tầm bậy tầm bạ. Mà ai mà cố tình á mà biểu tình là vi phạm pháp luật à? Nghe không? Đấy. Đó, tôi ra trực tiếp quay luôn nhá. Nhá. Đây cái hầm chui nhá. Đó, hầm chui nhá. Bên trên là quốc lộ mà ra. Thấy chưa? Đó. Biểu tình hồi nào? Tầm bật. Cái thằng chọt bất dạy nhá. Mày đến bao giờ hả? Đến bao giờ mày tiếp tục mày lừa đảo người dân họ là sao? Hả? À, mày kích động để cho người dân đó là bỏ cả thời gian làm ăn ra xong bắt đầu đi. Không rồi vào tù vào tội có khổ người ta không? Ừ. Mày lại còn kích động đòi đốt nhà đốt cửa, rồi mày lại còn đòi ném bom vào, không? Kích động người dân ném bom vào nhà trẻ mẫu giáo, đánh rồi đánh cả giáo viên. Thế chúng mày có phải là con người nữa không? Chúng mày là con chó nhá, thằng Ben Đi Trương nhá. Mày là con chó, không? Mày không phải con người, cái giống của chúng mày là con chó. Cái cô Hà My á, là cô là người Huế, con coi cô nhiều rồi. Cô là người Huế. Mà